Ruby, chọc nó cắn bây giờ nè, nó cắn là đuôi con mắt đó, nghe không Ruby? Chọc nó cắn bây giờ nè, cứ chọc nó hoài. Đi vô chuồng đi con Ruby, đi vô chuồng đi Ruby, vô chuồng. Nha, làm đại ca Ruby không ha. Sao hả? La rồi giờ chọc cái cắn hả? 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 Cứ đứng gần mà nhìn nhìn thôi là chọc cái cắn đó, chọc cái cắn đó. Bữa nay làm gì mà sủa dữ vậy? Hả? Bắt chước Ruby sủa đó hả? Ruby sủa vậy đó hả con? Nhái Ruby sủa xong bây giờ đuổi Ruby vô chuồng hả? Đại ca của Ruby đó ha, đại ca đó. Đuổi Ruby vô chuồng rồi còn thêm từ chích nhe nữa, đâu có ai dạy đâu mà nói gì cục cha hả? Vô con. Coi cái mặt này nè, suốt ngày cứ đuổi Ruby vô chuồng, nằm xuống nhắm mắt lẹ lên như hoài luôn. Ruby ra mẹ biểu nè con, ra mẹ biểu. Ruby đang đứng thì đuổi Ruby vô chuồng vậy đó. Nha. Làm đại ca Ruby ha. Ha. Nó đang đứng nó liên quan gì tự nhiên đuổi ta vô chuồng à. Đi vô chuồng rồi còn mau lên nhanh nữa. Nói đầy đủ rồi ha. Két, cười cái két, cười mày nghe cái két. Làm gì tìm kiếm gì nữa vậy? Hả? Cầm cộng với xích chơi đi, kiếm chuyện Bi hoài vậy? Hả? Cứ suốt ngày bắt Bi nằm xuống cúi đầu nhắm mắt luôn. Đi vô chuồng mau, nhanh lên, lẹ lên. Mà giấc chưa trời ha, càng vắng vẻ là càng nói chuyện nhiều dữ lắm, không để cho ai ngủ hết trơn.